Namaste. Chào bạn, ngày hôm nay cùng Tuệ Giang và Tuấn Hưng sẽ tập một bài tập giúp bạn có thể thư giãn các nốt sống vùng lưng. Và nếu như bạn đang cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi sau một ngày làm việc thì ngay bây giờ chúng ta cùng bước vào một bài tập giúp bạn thư giãn toàn thân, giảm căng thẳng vùng lưng, vai, cổ và các nốt sống bạn nhé. Trước tiên, hãy ngồi xuống trong tư thế ngồi thoải mái nhất như thế này. Hai tay bạn đưa xuống mông, vén hai thịt mông sang hai bên. Rồi từ đây, bạn thả lỏng hai tay đặt trên gối, thả mềm hai vai, thả lỏng các nốt sống. Nhẹ nhàng bạn khép đôi mắt lại. Từ từ đưa ý thức về hơi thở. Đưa hơi thở của bạn về vùng rốn. Nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, phân dài các nốt sống lưng lên. Mềm mại thở ra thật chậm, bạn thả lỏng, thả lỏng, thả chìm các cơ rơi xuống. Cảm nhận vùng hông, lưng dưới, lưng giữa, lưng trên và vùng vai của bạn đang được thả mềm xuống. Khi cảm nhận sự vững chắc trên hai xương ngồi, từ đây tiếp tục đưa ý thức về vùng rốn, nhẹ nhàng vào, nhẹ nhàng hít vào thật sâu, đẩy rốn ra xa phía cột sống. Mềm mại thở ra thật chậm, kéo rốn về phía cột sống, thở hết ra. Lần hai, hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận khí và oxy tươi trải dài khắp cơ thể. Từ từ thở ra thật chậm, thả mềm các cơ, thả lỏng vai, lưng, hông, thả lỏng hơn nữa. Lần ba, hít vào thật sâu và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, thả lỏng hơn nữa, thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu và mềm mại thở ra thật chậm, bạn cảm nhận sự thư giãn, thả lỏng. Và từ đây, thả lỏng, thở điều hòa, nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt. Hai tay đưa sang ngang, xòe rộng các ngón tay, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, vươn dài cơ thể của bạn, nâng lên, vươn dài các nốt sống lưng, mềm hai vai xuống. Từ từ thở ra thật chậm, hướng lòng bàn tay xuống thẳng, hơi khép cằm thu về cổ, thả chìm vai và cánh tay, cảm nhận sự thư giãn. Lần hai, hít vào một hơi thật sâu, vươn dài cơ thể của bạn, nâng lên nào, tốt lắm. Từ từ thở ra thật chậm, thả lỏng vai và cánh tay, thả lỏng các nốt sống, thả mềm các cơ, đúng rồi. Lần ba, hít vào thật sâu, vươn dài cơ thể lên nào, tốt, đúng rồi. Mềm mại thở ra thật chậm, thả lỏng các cơ xung quanh hông, lưng, và mềm hơn nữa hai vai của bạn. Một lần cuối, hít vào thật sâu, bạn kéo dài các nốt sống lưng vươn lên nào, mềm hai vai thả lỏng. Từ từ thở ra thật chậm, thả mềm các cơ, thả lỏng các nốt sống, cảm nhận sự thư thái và thả lỏng sâu hơn. Rồi và từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn vươn hai cánh tay cao qua đầu. Từ từ thở ra, hạ tay trái của bạn hướng xuống thẳng, rồi vươn cánh tay phải, áp tay, vươn dài cơ thể, mềm cùi chỏ tay trái, nhấn mông và đùi phải xuống thẳng, xoay cằm hướng vai phải, cảm nhận eo lưng phải được kéo giãn. Xoay cánh tay phải về phía trước, nhẹ nhàng hít vào, bạn vươn hai cánh tay, nâng lên. Mềm mại thở ra, bạn hạ tay phải trở về thẳng, trùng cùi chỏ tay phải, vươn dài cánh tay trái áp tay, rồi nhấn mông và đùi trái xuống thẳng, xoay cằm hướng theo vai trái, cảm nhận eo lưng trái được kéo giãn. Từ đây, xoay cánh tay trái về phía trước, nhẹ nhàng hít vào, bạn vươn hai cánh tay, nâng lên. Từ từ thở ra, đưa hai tay ra phía sau lưng, hơi đổ người về phía trước, đan tay vào nhau. Quận một vòng vai, hít vào, bạn đẩy thẳng cánh tay, nâng thân người
vươn lên. Từ từ thở ra, gập thân người hướng xuống thẳng, hai tay đẩy ra phía sau, duỗi dài các khớp sống, mềm hai vai xuống, cảm nhận vùng vai được kéo giãn, vùng hông và lưng được duỗi dài trong sự thả lỏng. Nắm chắc hai bàn tay, thật chậm, hít vào, bạn nâng thân người trở lại. Từ từ thở ra, bạn thả lỏng hai tay buông xuôi theo thân. Rồi từ đây, bạn trở về trong tư thế dọc, tư thế cái bàn. Hai tay mở rộng song song bằng vai, hai chân mở rộng song song bằng hông. Duỗi hai mũi chân của bạn lên ra nào. Đúng rồi, rồi hơi nâng các đốt sống vùng cổ của bạn lên nào. Hơi khép cằm thu về cổ, mắt nhìn về giữa hai ngón tay trỏ. Đúng rồi, từ đây nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai. Mềm mại thở ra thật chậm, bạn đẩy lực từ vai xuống hông, duỗi ngược về phía trước, cảm nhận vùng lưng được kéo giãn, mắt nhìn xuống hai ngón tay trỏ. Rồi nhẹ nhàng hít vào thật sâu, hơi cuộn xương cổ hướng lên trần nhà, chũng nhẹ thắt lưng, duỗi ngực mềm vai, vươn cằm về phía trước nào. Đúng rồi, đẩy ghì vai xa vai. Từ từ thở ra thật chậm, quận đỉnh mông hướng xuống thẳng, quận tròn các đốt sống đẩy cong vù lưng trên, tốt lắm, hết cằm thu về cổ, rút vốn vào thật sâu, thả lỏng đỉnh đầu, cong vù lưng lên nào. Đúng rồi, thả lỏng đỉnh đầu xuống, thả lỏng ngựa xuống nào. Đúng rồi, rất giãn các đốt sống. Lần hai, hít vào thật sâu, quận xương cổ hướng lên trên, chúng nhẹ thắt lưng, mở vai duỗi ngực, ghì vai xa tay, rất tốt. Mềm mại thở ra thật chậm, quận đỉnh mông hướng xuống thẳng, quận tròn các đốt sống đẩy cong gù lưng lên, thả lỏng đỉnh đầu, rút rốn vào trong, đưa máu về não, khí huyết lưu thông. Hai lần nữa, hít vào thật sâu, quận xương cổ hướng lên trên, chúng nhẹ thắt lưng, mở vai duỗi ngực, ghì vai xa tay, cảm nhận các đốt sống được kéo giãn ra. Rồi mềm mại thở ra thật chậm, quận đỉnh mông xuống thẳng, quận tròn các đốt sống thả lỏng đỉnh đầu, rút rốn vào sâu hơn, cảm nhận các đốt sống vùng lưng được kéo giãn. Thêm một lần nữa nào, hít vào thật sâu, quận xương cổ hướng lên trên, chúng nhẹ thắt lưng, duỗi ngực mềm vai xa vai, rất tốt. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ thở ra thật chậm, quận đỉnh mông hướng xuống thẳng, cong gù lưng che lên, thả lỏng đỉnh đầu, rút rốn vào trong, hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, tốt lắm, 4, 3, 2, 1, rồi từ đây hít vào, bạn đưa lưng trở về thẳng trong thế trung lập, thở ra bạn kéo mông hướng về phía gót chân, kéo giãn các đốt sống, hạ mềm trán mũi hướng xuống thẳng, hạ mềm trán mũi hướng xuống thẳng, duỗi dài các đốt sống ra. Hơi có thể tách rộng hai gối sang hai bên, mở rộng hai gối sang hai bên, rồi mở rộng hai bàn tay sang hai bên, hai ngón chân cái chạm nhẹ, hơi quận mông hướng xuống thẳng, thả mềm hông, lưng, vai. Đúng rồi. Rồi hai bàn chân khép lại. Rồi chìm hông xuống, chìm hông xuống, chìm sâu xuống. Tách hai tay nữa nào. Mềm hai vai xuống, chìm hai cùi chỏ xuống. Đúng rồi. Rồi từ từ đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về cuộc sống. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, cảm nhận khí bộ oxy tươi trải dài khắp các đốt sống. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm thả nên các cơ xung quanh lưng, hông, vai và cánh tay. Thả nên cơ thể hơn nữa. Lần hai, hít vào thật sâu, cảm nhận khí và oxy tươi trải dài các khớp sống vùng cổ, lưng trên, lưng giữa và lưng dưới. Thả nên hơn nữa. Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm, bạn cảm nhận thật sâu sự kéo dài của cơ thể, sự thẳng lên của các cơ và đặc biệt các đốt sống như được giãn mềm trên thảm. Rồi từ đây, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, bạn di chuyển hai tay và thân người sang bên trái,
Di chuyển hết hai tay và thân người sang trái như thế này. Di chuyển hết sang bên trái. Di chuyển hết sang trái hoặc sang phải. Thở ra thật chậm, thả mềm vai, thả lỏng cánh tay, thả mềm các đốt sống hơi quận mông hướng xuống thẳng. Từ đây, đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng rốn. Nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận khí và oxy tươi tiếp tục bơm đầy trong lồng ngực, kéo dài cơ thể mềm vai hơn nữa. Từ từ thở ra thật chậm thả lỏng các cơ, thả lỏng các đốt sống, thả mềm vùng hông và quận bồng hướng xuống thẳng. Thêm một lần nữa, từ từ hít vào thật sâu, cảm nhận khí và oxy tươi tiếp tục được trải dài các đốt sống vườn dài, các đốt sống ngủ lưng, vai, hông. Và từ từ thở ra thật chậm, giãn mềm các cơ xung quanh lưng, hông, thả mềm các đốt sống, thả lỏng hơn nữa. Rồi từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn di chuyển hai tay và thân người trở về giữa. Rồi, thật chậm thở ra, bạn di chuyển hai tay và thân người đổ về. Di chuyển hết yên độ và thả mềm cơ thể xuống. Di chuyển hết yên độ, em có thể tháo kính ra thì hạ được chán xuống. Đúng không? Dịch thân người ra đây thì chúng ta cũng như vậy. Đấy, đúng không? Nữa, cái chân này lên nó bằng hàng. Đúng không? Mềm cái hông xuống để bắt đầu chỉnh hông, lưng, vai mềm nữa, rồi tha lỏng nữa. Phần này mềm nữa, tự nhiên hồi tốt, bắt đầu thư giãn nào. Nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thả mềm cơ thể, thả lỏng thắt lưng, thả lỏng phần đốt sống vùng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên. Ôi, và từ đây, hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận khí huyết của bạn lưu thông cùng với dòng khí này trải dài khắp đốt sống xương tủy của bạn cùng vùng lưng, vùng hông và vùng vai. Bạn cảm nhận sự thả mềm cơ thể, cảm giác thả lỏng, thư thái và hoàn toàn tĩnh tâm. Thôi, sau một vài, từ đây nhẹ nhàng hít vào, bạn đưa thân người trở về thẳng và thật chậm thở ra, bạn thu hai tay về gần gối, nhẹ nhàng chống bàn tay, hít vào, bạn nâng thân người trở lại. Thở ra, bạn ngồi lên trong tư thế thoải mái nhất như thế này, tư thế ngồi kim cương. Hơi quận mông của bạn hướng xuống gót chân để làm đầy vùng thắt lưng. Từ đây, hai tay bạn đưa sang ngang. Hít vào thật sâu, bạn vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể nâng lên. Từ từ thở ra, bạn đưa hai tay ra phía sau lưng, đổ thân người về phía trước, ngửa bàn tay, mềm vai xuống duỗi dài hông lưng. Hết cảm thu về cổ, cảm nhận vùng hông và lưng được duỗi dài ra. Rồi, và thật chậm, nhẹ nhàng hít vào, bạn nâng thân người trở lại, vươn hai cánh tay, nâng lên ngửa bàn tay, nâng ngực, đưa khí và oxy tươi khắp cơ thể. Mềm mại thở ra, bạn đưa hai tay ra phía sau, gập sâu thân người hướng xuống thẳng, ngửa bàn tay, duỗi ngực, duỗi lưng, mềm vai xuống, hết cảm thu về cổ. Một lần nữa, thật chậm, hít vào, từ từ bạn nâng thân người, vươn lên, vươn dài, có thể lên nào, đúng rồi, ngửa bàn tay, nâng ngực. Mềm mại thở ra thật chậm, hết cảm thu về cổ, hai tay đưa ra phía sau, ngửa bàn tay, mềm vai duỗi ngực về phía trước, đẩy hông ra phía sau, duỗi dài các đốt sống thả mềm cơ thể, nếu có thể hạ trán mũi xuống thẳng, hạ mềm hai tay xuống thẳng, hạ mềm vai xuống. Quan sát sự căng căng giãn giãn, hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1 và thật chậm, chống hai tay của bạn ngang gối, rẻ dọc các ngón tay, nhẹ nhàng hít vào, bạn nâng thân người trở lại. Thở ra, bạn hạ mông của mình xuống thẳng. Thôi, từ đây, bạn có thể đưa chân trái ra phía sau như thế này, đưa chân phải về phía trước như thế này, bàn chân hình chữ Z. Bài tập này là một bài tập giúp bạn giãn hơn nữa vùng lưng,
hồi phục cho đốt sống vùng lưng. Và nếu như ai gai đôi đốt sống cũng có thể tập bài này theo khả năng của bạn. Từ đây, hai tay bạn đưa sang ngang. Hít vào một hơi thật sâu, bạn hướng dài cơ thể lên. Từ từ thở ra, bạn hạ tay trái nắm lấy cổ chân trái. Sau đó khép cùi trỏ tay trái về phía mạn sườn bên trái. Vươn dài cánh tay phải áp tay. Cảm nhận vùng hông và lưng dưới được kéo giãn. Nhẹ nhàng xoay cằm hướng vai phải. Quan sát sự căng căng giãn giãn. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay cánh tay phải. Hít vào bạn vươn hai cánh tay. Nâng thân người vươn lên. Từ từ thở ra, xoay người qua bên phải, hạ bàn tay xuống thẳng, hai tay mở rộng song song bàn tay. Thở hết ra, bạn trùng hai cùi trỏ, gập thân người theo khả năng của bạn. Cảm nhận vùng hông, lưng, ngực và đặc biệt các đốt sống vùng bên dưới được kéo giãn. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, tốt lắm. 4, 3, 2, một. Sẽ căng bàn tay, nhấn lực về bàn tay thật chậm. Hít vào, từ từ bạn nâng thân người trở lại. Và thở ra, bạn thu chân trái về phía trước, đưa chân phải ra phía sau, chúng ta cùng đổi chân. Đầu gối chân phải thẳng hàng với cổ chân phải, chân trái ở phía trước. Rồi từ đây, hai tay đưa sang ngang. Hít vào thật sâu, bạn vươn hai cánh tay cao qua đầu, mềm vai. Từ từ thở ra, hạ tay phải nắm lấy cổ chân phải, khép cùi trỏ tay phải về phía mạn sườn, bạn vươn cánh tay trái áp tay, nhấn mông và đùi trái xuống thẳng, xoay cằm hướng vai trái, cảm nhận vùng hông và lưng dưới đang được kéo giãn. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm, hít vào, bạn xoay cánh tay trái. Rồi từ từ vươn hai cánh tay, nâng thân người vươn lên. Mềm mại thở ra, bạn xoay người qua bên phải, hạ hai tay song song rộng bằng vai. Mềm hai cùi trỏ xuống, gập sâu thân người hướng xuống thẳng. Duỗi dài vùng lưng, vùng ngực, gập theo khả năng của bạn. Có thể hạ cùi trỏ, vươn dài tay để cảm nhận vùng hông và lưng được duỗi nhiều hơn nữa. Mắt nhìn hướng xuống thẳng, quan sát sự căng căng giãn giãn và hồi phục của các đốt sống vùng lưng. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Nhấn lực về bàn tay thật chậm, hít vào, từ từ bạn nâng thân người trở lại. Và thở ra, bạn đưa chân phải về phía trước, hai bàn chân ngồi khép lại trong tư thế ngồi xếp bằng. Từ đây, nhẹ nhàng đưa hai tay chắp lại phía trước ngực, thả mềm hai vai, thả lỏng cơ thể. Từ từ xoa nóng bàn tay, xoa thật nóng lên nào. Tác ý vào bàn tay, xoa thật nóng lên nào. Tiếp tục nóng hơn chút nữa, nóng hơn chút nữa, tốt lắm. Tiếp tục nào, đúng rồi, thì bàn tay đã nóng ấm. Nhanh tay bạn đưa áp về phía mắt. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay được truyền sâu vào hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất. Từ từ bạn khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay xuống phía ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị. Cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn bạn đã luyện tập cùng với Tuệ Giang và Tuấn Hưng. Hôm nay Tuấn và Hưng là hai bạn mới hoàn toàn với buổi đầu tiên luyện tập. Và nếu như bạn cũng là người lần đầu tiên luyện tập thì đừng ngại, hãy cứ luyện tập thả lỏng, lắng nghe cơ thể và rèn luyện mỗi ngày bạn nhé. Và chúng tôi tạm biệt bạn, hẹn gặp bạn ở trong các video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình
hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.